mập bông banan lửa, sọc bom to luôn ra tiếng dài khoa, bông con ra dòng để ông đưa giá gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa. Tiếng cười vui đầy lùi đến vắng nghe, có ai đi về phía những hàng cây, mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay, khúc nhạc điểm ngay dùng nhịp điểm bằng chai, khúc nhạc điểm ngay dùng nhịp điểm bằng chai. Bóng ai thấp thoáng dưới trăng có vạn dải phong quân về thăm tôm nhỏ, để nhớ lại ngày nào sóc bơm bo còn mịt mờ trong khói lửa, người bơm bo sống giữa cam ngơ. Các anh đã dựng lại túp liều tranh trên đổ nát điêu tàn, nghe vang dòng tiếng chài gõ nhịp anh mỉm cười rồi cho dạo bước ca nhau. Chén rượu cần em mang đến mời anh, tiệc đơn sơ những tình nghe đậm đà. Kể từ ngày anh đi chiến đấu miền xa, tính đến nay đã bốn mùa lá đỏ. Cùng cất tiếng ngót chào anh người chiến sĩ yêu hùng. Nhạc suối đâu đây như rộn rã vui mừng, lửa lò ấm lòng người lính trẻ khi trắng thuộc từng lấp lánh giữa ngàn cây. Mấy năm rồi anh mới nghe vào đây, anh có thấy thơm làng lại đổi khác, sao bơm bo lại vang lần tiếng nhạc, lần tiếng chài giá gạo cuối trời khuya. Với đôi mắt thân tương giặc tan rồi anh lo xây dựng lại quê hương cho đất nước thêm giàu thêm đẹp, cho sóc bơm bo lại rộn ràng tiếng nhạc và tiếng chài giả gạo lại vang ta. Mai mốt có ghé vào đây em lại đàn anh ba và anh nghe cùng hát của năm nào, bản nguồn cam đã dài các em khi tạm dừng bước trên đường chiến đấu. Mong anh bước nèo chuông dài theo những nhịp dài vang vọng núi rừng. Thanh Kim Huệ, xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Dạ, chào cô Thanh Kim Huệ. Mái tóc huyền thoại đây rồi.
Nhìn cái mái tóc này thì chúng ta nghĩ ngay đến cô Thanh Kim Huệ với cái mái tóc này trong suốt bao nhiêu năm đã trở thành một cái hình tượng mà không thể phai trong lòng khán giả. Và ngày hôm nay với cái phần hóa thân của anh Dương như thế này thì không biết rằng các vị trong ban giám khảo cảm thấy như thế nào ạ? Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Dễ thương quá à. Làm cho ba giám khảo này hơi ngậm ngùi một chút khi nhớ tới một người chị, một danh ca của ngành sân khấu cải lương. Trên sân khấu, nghệ sĩ thần tượng, một thí sinh anh Dương đã hóa thân một hình tượng của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, cũng trong tà áo dài này và cũng cái kiểu áo dài này và mái tóc đã đi vào huyền thoại của chị Thanh Kim Huệ hiện hiện ở đây, làm cho ban giám khảo ngậm ngùi lắm. Và hơn nữa là anh Dương đã thể hiện cái bài này rất tốt, giống lắm, giống chị Huệ lắm. Nhưng mà có một hai chỗ nha, nếu như em ca kỹ lại một chút sẽ còn giống hơn nữa. Thí dụ như là cái câu 1 á, mưa lá đổ, là chỉ đi cái chữ đổ đó vậy. Đó, chỉ đi cái chữ đó nó vậy. Rộn ra đó, là chỉ ngân một chút chỗ đó. Thì là cái những cái nốt đó là những cái cách ca đó là của chị Thanh Kim Huệ. Em chỉ thiếu một chút đó thôi, nó uổng thôi. Em có cái của em ha. Nhưng mà cái âm thì vẫn giống chị Huệ. Nhưng mà nếu mà em thêm một chút xíu đó nữa thì anh Dương sẽ tuyệt đối hơn nữa đó. Nhưng mà nói gì thì nói, một bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bông Bo, nói tới bài đó là ai cũng đều biết tới chị Thanh Kim Huệ. Và hôm nay em đã thể hiện rất là hay, rất là tuyệt vời. Chị Mỹ chúc mừng em. Dạ, con cảm ơn. Dạ, cảm ơn giám khảo Thoại Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị nghe những lời nói của chị Thoại Mỹ, và khi lắng tai nghe anh Dương đã hát như thế, nước mắt chị nó chảy ra, nhưng mà chị phải ngước lên để cho nước mắt nó chảy vào. Tại vì chị rất là, phải nói, xúc động vô cùng luôn, cảm động lắm. Với một nhân tài trẻ như thế này mà em lại quá sức thần tượng một người chị, một người danh ca của sân khấu cải lương. Phải nói thật sự rằng là chị không tưởng tượng được, ngay cả chính bản thân của các chị đây, có thể rằng là nếu mà nói rất là thần tượng chị Thanh Kim Huệ mà tụi chị còn ca không được nữa. Nhưng mà chị không ngờ rằng là có một thí sinh như thế này mà ca coi như là cũng gần như là chính xác. Ngay cả đến khi em ca, em không còn phải là anh Dương nữa mà hầu như là chị Thanh Kim Huệ đứng trên sân khấu. Và ban nhạc đàn theo cái giọng ca của Thanh Kim Huệ. Cho nên hồi nãy em đã chào đó chị Thanh Kim Huệ, xin chân cảm ơn quý vị đó. Nó hòa quyện với nhau mà chị tưởng tượng như hôm nay chị đang ngồi và đang nghe chị Thanh Kim Huệ hát. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, đó là những cảm xúc của giám khảo Thanh Hằng khi xem phần thi của anh Dương. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Tôi quá ngạc nhiên khi với một cái bộ trang phục áo dài với một mái tóc bước ra là tôi chấm 10 điểm rồi đó. Rất là dễ thương. Nhưng như hồi nãy anh Kim Tử Long có góp ý em về cái câu xuống đó, đúng là em đã bị quen rồi, quen với cái cách đó rồi. Nếu như là thu âm bài này và phát ra ở một cái làng nào đó với một cái loa sắt á, thì chắc chắn người ta sẽ không bao giờ người ta nghĩ là em hát đâu, mà người ta nói là Thanh Kim Huệ hát. Nhưng để xuống câu giọng cổ thì người ta sẽ nói rằng ừ, cái này không phải Thanh Kim Huệ liền. Vì vậy cho nên là em nếu được vào vòng trong, hãy luyện làm sao mình bỏ cái đó đi. Giữ cũng được nhưng mà ít thôi, tại vì cái xuống đó nó không hay. Chị Huệ, chỉ như anh đã nói lại một lần nữa, chị Huệ chỉ ít lắm, ít để mà có thể là chỉ dùng cái xuống đó. Mà cái chính của chị em phải về nghe thì em sẽ toàn mỹ hơn ha. Còn hôm nay em rất là duyên dáng, sau cái chương trình nghệ sĩ thần tượng này rồi á thì em sẽ được rất rất là nhiều người biết đến em, và rất rất nhiều người sẽ gọi em đi show nhiều hơn để lo trang trải cho gia đình và có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Dạ. Kêu chú tôi già quá. Dạ, cho em có một phần kêu chia sẻ là bộ tóc này, bông tai này và cái màu môi này là chính đồ của cô Huệ luôn. Đồ của Huệ luôn hả?
Dạ chính đồ của cô Huệ. Mái tóc này cô Huệ thường đổi. À rồi ở đâu em có? Cô Huệ để lại. Như vậy là trước đó em có quen biết với cô Huệ hả? Con cũng xin chia sẻ là con biết cô Huệ á là qua bên chị mạng online. Rồi con có gặp cô Huệ một lần ở dưới quê. Lúc nhỏ con muốn người dạy con học lắm, nhưng mà không có ai dạy con biết nhịp nhàng gì hết trơn. Rồi khi con hát được bập bẹ, rồi con biết được tới mạng. Rồi khi mà tìm được tới cô Huệ con hát, con gửi cô Huệ góp ý cho con mới được như ngày hôm nay. Rồi trước khi cô Huệ, lúc cô Huệ mất. Cô Huệ có để là tất cả tóc tới trang phục, cái màu son này luôn vào cái bông tai. À cô Huệ cho con hả? Dạ. Ừ, chắc có lẽ đây là một cái gì đó nó duyên, một cái duyên phận gắn liền cái giọng hát của anh Dương với lại chị Tân Kim Huệ. À, thôi thì cái gì nó đã qua rồi, mình cứ để cho nó qua và đem lại những cái gì thầm kín yêu thương nằm trong trái tim của mình. Chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng luôn luôn đón chào và ủng hộ cho những ai luôn luôn thần tượng những người nghệ sĩ mà mình yêu mến. Dạ. Con xin cảm ơn. Con xin cảm ơn. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng anh Dương đã hoàn thành phần thi của mình rất là tốt nhé. Dạ thưa quý vị, chỉ có 4 tiết mục thôi nhưng mà hôm nay đã có quá nhiều cảm xúc dành cho tất cả chúng ta. Và bây giờ sẽ là cái phần mà rất là khó khăn dành cho các vị trong ban giám khảo. Họ sẽ phải cân nhắc và lựa chọn những thí sinh nào xứng đáng để đi tiếp cùng với chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại các thí sinh. Xin mời các bạn Ngọc Yến, Phước Quang, Hoàng Nhân và Anh Dương. Và người công bố kết quả đêm nay xin được mời. Ai tự nhiên cũng nhìn em cười thân ái hết. Ai khó tính nhất thì mời đi. Người nào khó tính nhất? Hình như anh á, anh khó nhất á. Không, anh dễ lắm. Anh khó nhất. Anh khó là anh khó với cái góp ý thôi. Còn công bố khó đó là em đi. Em công bố thôi, nó sẵn khó rồi khó luôn đi. Em công bố nó hồi anh giao giá cho em chi nữa nha. Đâu có ác đâu, bữa nay 4 người vô hết mà ác. Thôi làm đi. Dạ. Nó đi. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Thiệt luôn hả? Dạ thiệt ạ. À, trong cuộc chơi của mình á thì lúc nào cũng có khi là 4 bạn sẽ vào hết, cũng có khi là 1 bạn, 2 bạn phải dừng lại, và cũng có khi có thể là một vòng đó không được bạn nào luôn. Mình không thể nói trước được điều gì cả. Nhưng mà trong 4 em thì chị Mỹ thấy em nào cũng có cái riêng hết. Đối với 4 bạn luôn, dù có dừng lại hay đi tiếp nữa thì chị Mỹ cũng có lời khuyên các bạn á, là dù mình có dừng lại nhưng mà cái sự yêu thương thần tượng của mình đối với người nghệ sĩ bậc tiền bối thì các em đừng dừng lại ở đó mà hãy tiếp tục yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa ha. Còn đối với Phước Quang thì cũng như là anh Dương thì em cũng có cái lợi thế là khi mình ca lên là mình đã giống rồi. Cái đó là một cái lợi thế hơn các bạn khác. Cho nên là em cũng vậy, cũng cố gắng trau dồi nhiều hơn nữa. Còn đối với lại Ngọc Yến thì phải nói là sân khấu nghệ sĩ thần tượng hôm nay thấy thêm được, đón nhận thêm được một nghệ sĩ trẻ đẹp, có giọng ca ngọt ngào, mượt mà. Tương lai của em còn rộng lắm, còn đẹp lắm, còn sáng lắm ha. Nhưng mà hôm nay là cuộc thi nghệ sĩ thần tượng thì mình phải làm sao cho giống ít nhất cũng phải là 50-60%. Thì chị Mỹ nghĩ là với cái độ tuổi của Yến á, thì nhiều khi mới quá, mình chưa có nắm bắt được kỹ càng. Cho nên là so với bản thân em thì em tuyệt vời rồi đó ha. Nhưng với chương trình này thì chị Mỹ nghĩ là em cần phải có thời gian. Và nếu có những cuộc thi khác thì em sẽ thể hiện em sẽ được nhiều hơn. Vì giọng ca của em là giọng ca lạ và giọng ca hay. Chị Mỹ á, thì không có cái giọng ca dài hơi như chị Phượng Hằng. Nhưng nếu Ngọc Yến cần gì ở chị Mỹ thì hãy về với chị Mỹ. Chị Mỹ sẽ
ủng hộ em nha. Dạ, con cảm ơn cô. Và hôm nay thì chị Mỹ xin thay mặt ban giám khảo để quyết định bạn nào sẽ ở lại với cuộc chơi và bạn nào sẽ dừng lại ở đây. Thì nếu có dừng, các bạn hứa là đừng có giận ban giám khảo này nha. Đừng có giận ban tổ chức là tại sao bỏ tôi, tôi hát vậy tại sao bỏ tôi nha. Cho nên là ban giám khảo đã có cái sự đong đếm rất kỹ rồi. Cho nên các bạn đừng buồn nha. À, bây giờ cho Thuận Mỹ tuyên bố. Sẽ có hai bạn cùng nắm tay đi vào vòng trong. Đó là Anh Dương và Phước Quang. Xin chúc mừng anh Dương và Phước Quang. Các bạn sẽ đồng hành tiếp cùng với chương trình Nghệ sĩ thần tượng. Trời lạnh giá từng hồi cơn gió thổi, bông tuyết rơi, từng bông tuyết rơi rơi. Giống Minh Phụng vậy ta. Thu bao giờ phiêu bạc xứ người. Minh Dương thương nhớ lắm quê nghèo mùa mưa. Chiều ở nơi đây trăng sáng quanh ta một vùng trời tuyết phù. Ôi mùa đông xứ người buồn ba cái lạnh từ đâu như băng giá linh hồn. Nhìn xa xa từng sợi nắng mưa dần. Thấp thoáng đâu đây tiếng nhạc lòng nhẹ nhẹ, có ai dạo lên bài giả cổ hoài lang. Ngó lại quanh mình trơ trọi có ai đâu, thì ra tiếng hát vang lên từ tâm khảm, như tiếng lòng của một kẻ tha hương. Giữa chiều đông buồn nhớ thương về quê cũ. Phương trời nào ai còn nhớ chăng hả? Nơi chốn xưa quê ngày 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 bóng con đò quê luôn ngóng trong người ta trở về. Trời ơi. Năm tháng chưa hề phôi phai. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương quá. Như bụi đã đi trắng xóa trong mưa, đôi mắt người thương như bồi hồi đưa tiền xứ lạ đón em là một vùng tuyết phủ đông lạnh từng cơn xe sắc lệ thương. Phương Hằng. Mấy mươi năm đời tôi giả cơ cầu, đêm từng mùa đông buồn nơi đất khách, hồi quê mình mưa nắng mấy mùa qua. Xuân của quê nhà trời đất đã trổ qua, mà sao nơi đây vẫn chỉ là giá lạnh.
phương trời xa, nhớ thương quê nhà hiu hắt. Tuyết rơi mỗi khi đông về, trong gió nghe nào nề nói về quê nhà ta tâm. Nghe chua tỏ trong tâm. Đã mấy mùa đông, mấy bận tuyết rơi, mấy mùa mong đời. Lòng băn khoăn nỗi niềm hoài, giọng cô hương ơi sao cách biệt muôn trùng. Ngày lặng đêm nghe gió lạnh náo lòng, chỉ thấy bao giờ nỗi niềm đông lạnh. Ta ở phương này mà hồn nhớ gì đâu, nhớ mưa đầu mùa tắm mát giữa dòng sông, nhớ nắng hạ chói chang ta gặt lúa trên đồng. Mà bây giờ tình ảnh đó xa xôi, đợi mùa đông qua xuôi giá buốt tâm. Duyên. Duyên quá. Duyên cũng giống thôi nha. Mùa đông bông tuyết rơi rơi, ta nghe trong gió từng lời thương nhớ. Nỗi lòng một kẻ thương, nhìn bông tuyết rụng mà ngỡ như mưa ở quê. Trên cây theo gió rụng lá đà, hỏi người đi và hỏi người ở lại, hai phương trời có đợi chờ nhau. Đông chưa tàn trong tiếng nhạc lao thao, người có thấy mùa phương đang mời rồi. Quê hương và em vẫn ngóng trong dời dời, một người đi hò hẹn lúc tương phùng. Gió đông thôi lặng thơ bài, nhớ cho người nhớ lời thề năm xưa. Cố hương thương mấy cho vừa, đông quá tương lại sao người chưa quay về. Wow. Từng quá à, chị ơi. Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thi hội ngộ bốn thí sinh của ngày hôm nay. Ban giám khảo cảm thấy như thế nào khi chúng ta vừa đến với cái phần hội ngộ này? Chị cảm động quá à. Thì mỗi một nhân vật mang máng một cái hình ảnh của một người nghệ sĩ, của một bậc tiền bối đã hiện lên. Phải nói thật sự rằng là ở dưới này ba vị giám khảo chúng tôi ngồi đây xúc động lắm. Dạ, đó là cảm xúc của ban giám khảo. Còn bây giờ trước khi để ban giám khảo đoán xem những thần tượng mà họ hóa thân là ai, thì các bạn hãy giới thiệu qua một chút về mình nha. Xin kính chào ban giám khảo, kính chào MC Đại Nghĩa và quý khán giả xem đài. Tôi tên là Lưu Phước Quang, quê ở Cần Thơ. Phước Quang quê ở Cần Thơ, công việc hiện nay của mình là gì vậy Quang? Dạ, bây giờ là kế toán. Đó là Phước Quang. Xin mời thí sinh thứ hai. Mình tên là Hoàng Nhân, quê ở Cái Lẩy, Tiền Giang. Công việc hiện tại của Nhân là gì? Dạ, hiện tại Hoàng Nhân đang làm công việc làm vườn trồng sầu riêng. Làm vườn trồng sầu riêng. Rồi bữa nay lên đây có mang trái nào theo không? Này đi gấp quá rồi không có mang theo, đợt sau đi Đại Nghĩa ơi. Rồi, đợt sau nghe, nếu như mình còn vào tiếp vòng trong. Vậy chứ nào giờ mình có đến với một cái sân khấu nào lớn như thế này chưa? Dạ, chưa. Chưa. Thành ra dạ, còn hồi hộp. Cho nên cảm xúc của mình thế nào? Cũng hơi hồi hộp luôn nhưng mà rất là vui. Cảm ơn Hoàng Nhân. Tiếp theo mời em gái xinh đẹp nè. Con tên là Hoàng Thị Hồng Yến và con đến từ vùng đất An Giang. Yến năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 16. Trời ơi,
mình biết là mình hát cải lương hay và mình yêu thích cái bộ môn này từ năm mình bao nhiêu tuổi? Dạ, từ năm con 3-4 tuổi là con đã đam mê. 3-4 tuổi thôi, lúc đó mình còn nhỏ quá, còn đang bập bẹ nói luôn đó. Sao mình đã đam mê cải lương rồi, nhà có ai hát cải lương không? Dạ không, nhà con thì chỉ có 3 con đàn. Thì lúc nhỏ là con đã đi theo ba con đi hát luôn. Rồi, cảm ơn con. Đây, cái nhân vật này làm mọi người ngỡ ngàng, sửng sốt khi mà bạn ấy cất tiếng hát lên. Giới thiệu về mình đi nào. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con là Nhật Anh Dương xin kính chào ban giám khảo và quý khán giả xem đài, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Dễ cương như sợ. Cái gì Dương nè? Dạ, Nhật Anh Dương. Nhật Anh Dương. Nhật Anh Dương sống ở đâu và công việc hiện nay là gì? Dạ, con đến từ ngã 7 của Hậu Giang. Và công việc hiện nay của con là lúc trước á, thì là con ở nhà phụ mẹ này nọ kia. Và bây giờ con được giống như cô chú thương, có kêu con đi hát ở đâu, con hát ở đó. Là mình cũng đi hát ở dưới quê của mình thôi phải không Dương? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Có tham gia cuộc thi nào chưa? Dạ chưa. À, bình thường là cái giọng nói mình dày luôn á hả? Dạ đúng rồi. À, đến nay là nhiêu tuổi rồi Dương? Dạ năm nay con 22 tuổi. Năm nay 22 tuổi và có một cái giọng hát rất là đặc biệt luôn nha. Dạ, đó là một cái phần giới thiệu sơ qua về các bạn thí sinh đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ đến cái phần thử thách dành cho ban giám khảo. Mời ban giám khảo đoán các bạn thí sinh của chúng ta hôm nay hóa thân thành những thần tượng nào ạ? Chị hai em nói trước hay chị? Một thí sinh Lưu Phước Quang. À, khi nãy mà đèn chưa sáng lên là nghe em cất giọng hát lên rồi là ban giám khảo ngồi ở đây và khán giả cũng ngồi ở đây cũng lắng tai nghe thì thoang thoáng ở đâu có đó là tiếng của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Dạ thưa phải. Nghe cái chữ phải thôi cũng giống nữa. Phải, dạ. Én cái chữ. Tắt đèn rồi, nghe là tưởng đâu nghe trong cái băng cassette là cái tiếng của chú Minh Phụng rõ ràng luôn vậy, yeah. Đó. À, còn với Hoàng Nhân á thì rất là giống anh hai Minh Dương, rất là giống. Là giống nghệ sĩ Minh Dương, có phải giống Hoàng Nhân? Dạ đúng ạ. Dạ hai người đầu tiên là chị Hằng đoán chính xác rồi đó. Bây giờ hai người còn lại nè, mời chị thêm ý. À, bé Yến ơi, khi mà bé Yến vô câu vòng cổ đó thì chị Mỹ nhận ra cái rơ ca của chị Phượng Hằng. Chị Mỹ nhận ra, không biết quý vị có thấy đúng như vậy không ạ? Dạ đúng rồi. Chính xác, dạ. À, em Dương, trời ơi sao không tưởng tượng luôn luôn dạ. Ghét quá à. Phải nói là vừa cất giọng lên là chị Mỹ ngồi không được, phải đứng luôn. Giống gì mà giống dễ sợ. Từ cái diễn, từ cái đưa tay đồ này kia nọ, diễn cũng giống chị Thanh Kim Huệ luôn hả anh chị ha? Giống gì mà giống dữ vậy? Bộ coi chị Huệ nhiều lắm hả? Dạ thì con cũng xin chia sẻ luôn là con sinh ra đó con không được may mắn như mọi người. Vì lúc nhỏ là mắt con đã bị mù hoàn toàn. Con nghe cô hát đi hát lại hát đi hát lại. Rồi khi mà con thấy được ánh sáng á, cái con cũng có hát bập bẹ bập bẹ. Cái nhiều cô chú nói á là con hát cái tiếng rất giống cô Thanh Kim Huệ. Con nên hát vọng cổ đi. Rồi cái con hát từ 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 nghe cô hát từ 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 rồi cái thấm vô máu hồi nào con cũng không hay. Con đứng trên sân khấu này, đây là lần đầu tiên của con phải không? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên con đứng trên sân khấu lớn như vậy ạ, cũng lung lắm. Cái cưng dễ sợ nói chưa? Nói cái tiếng trả lời cũng y chang chị Huệ à. Ngày hôm nay chúng ta rất là bất ngờ với cái phần hóa thân này. Khi mà đèn còn tắt nha, các bạn kia hát, bạn này vẫn diễn say mê, vẫn đắm đuối. Vẫn đắm đuối mặc dù không ai thấy mặt mình cả. Lấy cảm xúc vẫn đắm đuối. Và mình thấy rằng cái tình yêu nghề của bạn rất là mãnh liệt. Dạ, đó là cái phần dự đoán của hai vị giám khảo về bốn bạn thí sinh hoàn toàn chính xác. Một tràng pháo tay dành cho hai vị giám khảo Thanh Thần và Thoại Mỹ. Bây giờ thì em nhờ anh Kim Tư Long phân tích nhiều hơn một tí cho các bạn để các bạn có thể thấy rõ rằng là mình còn thiếu sót cái điểm gì hoặc là cái điểm nào mà các bạn đã làm được để tiếp tục phát huy. Xin mời giám khảo Kim Tư Long. Trước tiên là cho Kim Tư Long chào bốn thí sinh và cho Kim Tư Long được nói cái người nhỏ tuổi nhất, Hồng Yến. Con là một giọng hát hiếm, con là một nhân tố rất đẹp cho sân khấu cải lương về sắc vóc, về khuôn mặt. Và hôm nay con thể hiện Phượng Hằng thì là chú nhìn con giống như Phượng Hằng cách đây khoảng chừng 30 năm về trước. Phượng Hằng cũng như vậy, nhỏ nhắn như vậy, tóc cũng để như vậy, mặt mày cũng như vậy đó. Rất 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 là giống Phượng Hằng ngày xưa, hồi lúc còn nhỏ. Còn giọng của con, như khi con cất giọng lên thì vô giọng cổ đó, nghe nó có những chữ giống Phượng Hằng, nhưng cái chất của con không phải là 100% là cô Phượng Hằng.
Nếu như con được lọt vào vòng trong thì con hãy nghe kỹ cô Phượng Hằng hơn. Anh Quang, tôi nói thiệt, tôi ái mộ, tôi cũng thần tượng Minh Phụng lắm mà tôi không ngờ anh sao mà anh ca giống Minh Phụng quá trời quá đất. Còn với lại Nhân á, thì hôm nay thì anh không biết là em có sức khỏe em như thế nào, nhưng mà là em hát với giọng Minh Dương thì cũng chưa có phải là giống, nó có một cái chất giọng riêng của em. Chứ còn nếu mà nói giống về chú Hai Minh Dương thì nó chỉ mới có được khoảng chừng 50% thôi. Dương ơi, anh rất là ngưỡng mộ em nha, rất là ngưỡng mộ em. Thứ nhất anh ngưỡng mộ em là tâm hồn em rất lãng mạn. Lãng mạn đây không phải là lãng mạn về tình cảm, mà lãng mạn trong nghệ thuật. Là trong bóng đêm em vẫn diễn, mà em diễn một cách gọi là say mê đó. Không có cần biết là xung quanh mình là ai cả. Sâu luôn. Mình chỉ biết rằng mình đang thả hồn vào cảm xúc lãng mạn của một cái bài hát. Đó là cái điểm mà cần nhất của một người nghệ sĩ mà em đang có. Rồi anh chúc mừng em là em có một cái làn hơi giống như chị Thanh Kim Huệ. Nếu như em vào vòng trong nữa, hãy cố gắng lên, ngọt hơn, mềm hơn. Một cái nữa là anh nhắc cho em, chị Thanh Kim Huệ, chị không có xuống cái như hồi nãy của em giọng cổ. Chị Thanh Kim Huệ ít có như vậy lắm. Lâu lâu mới có một lần chỉ ca được như vậy thôi. Chứ còn thường là chỉ ca xuống giọng cổ ngọt thôi. Chị không có quằn xuống cái đó, mà nãy em có quặn. Cái quặn là cái gì anh Long có thể nói rõ hơn cho bạn hiểu cũng như là khán giả cái, hiểu không ạ? Cái cầu đi xuống xuống đó. Và bây giờ Dương hát lại cái câu giọng cổ đó thôi để mình có thể hiểu rõ hơn những cái lời phân tích của giám khảo Kim Tử Long để mình rút kinh nghiệm nha. Dạ, dạ con xin phép hát nha. Đó, trời ơi nó dễ thương gì đó. Trời đông bông tuyết rơi rơi ta nghe trong gió từng lời thương nhớ. Đúng rồi đó, tiếp. Nói lòng một kẻ tha hương nhìn bông tuyết rụng mà ngỡ như mưa ở quê nhà. Đó, đó là phải. Hả? Không, quê quê cũng có lâu cũng có như vậy nha. Thì lâu lâu thôi à. Lâu lâu. 10 bài á thì chỉ mới có một câu như vậy thôi. Còn cái chính của chị á là không có cao quặng như vậy. Thì chính vì Dương nó tìm được 10 bài mà có một bài Dương nó mới lấy cái mà bài đó nói anh nghe. Thiệt, đúng không? Cái quặng đó mới là khó đó. Dạ. Nhưng mà anh mong rằng em vào trong đó em phải lấy những cái gì chính của chị. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo đã có những lời nhận xét và những lời góp ý cho các thí sinh của chúng ta ngay vòng thi đầu tiên này. Giờ 4 thí sinh mình còn rung không? Dạ hết rung rồi. Yến sao nè con? Dạ còn. Vẫn còn luôn hả? Bây giờ phải làm sao cho con hết rung? Cho con đi vô. Cho con vô. Cho con vô bên trong á, phải không? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ dành cho các thí sinh một vài phút để họ chuẩn bị cho cái phần thi quan trọng tiếp theo là cái phần song ca nha. Mất. Sáng mai này ta trở lại Giang Nam. Đường bụi mịt mờ chân diễn xuân, gói hành trang với chút niềm tâm sự. Xa em rồi khi đêm cũng mù xa, bao xa thà xưa kia đừng bao giờ gặp gỡ.
chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa, thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu, bão xuyên nơi định mạng sao phủ phàng ngang trái, xui chúng mình phải đôi ngã chi sao. Lát nữa đây chúng mình ngăn cách rượu đắng tình tóc biệt một lần thôi. Men sầu tê buốt đôi môi, núi sông dời dời ngắn đôi duyên mình. Thế cưng. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ. Nhớ một ngày nào tiếng tơ lo khải thải tiếng lòng. Giống mà. Nhớ một ngày nào tiếng tơ lo. Giống gì mà giống dữ vậy trời. Khải thải tiếng lòng. Lòng dễ sợ. Thủy Cúc. Thế tử ơi, nếu chẳng nghĩ sao than nhớ, mong cùng tin tưởng chúc công ba ngày đêm khó nhọc. Khi thấy đỉnh triều dâng thấp thoáng trong mây, thì thế tử ơi, thiếp đã mừng muôn. Vì biết rằng chốc lát nữa đây sẽ gặp lại bạn tâm đông. Và thiếp sẽ tự tay rót hầu thế tử mấy tuần trà, sẽ nhìn thế tử cạn chén này rồi chén nữa, nhưng càng vào lòng từng giọt nhớ giọt thương. Thiếp cũng uống vào lòng dòng mật ngọt tình yêu, trách buổi tương hồi sau thời gian qua rồi. Lòng tiện thiếp là như vậy đó, thế tự rõ hơn ai sao còn nỡ là những chuyện của những năm trước, hay ít ra là của 6 tháng trước. Bây giờ thì làm sao ta hiểu được? 6 tháng trước hay bây giờ và mãi mãi về sau, cùng không có gì thay đổi, không có gì lung lạc được tiếp đâu. Không phải thiết yêu thế tử vì ngôi cao lộc cả, mà ơn của chúa công là ơn tái tạo. Còn tình của thế tử là tình hẹn của trăm năm. Vậy để cho chàng yên vui với thề kinh tiếp, thề không bước ra khỏi cửa khuê phòng, sẽ mặc tình mạnh kéo trướng rượu, mặc tình phân hạ đã dựng như cây tùng cây ba. Vì có ta gì mưa rơi lá rụng, có ta gì mưa nắng chôn lạnh cùng. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại hai trích đoạn rất nổi tiếng trong cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang và Đường Gươm Nguyên Bá, với phần thể hiện của hai thí sinh Hoàng Nhân cùng với anh Dương.
sau khi mình thể hiện xong cái phần thi này, mình cảm giác như thế nào Hoàng Nhân? Dạ, nó cũng tự tin được chút xíu. Dạ, bớt run. À, rồi với anh Dương thì sao? Thấy diễn say mê đắm đuối luôn. Cái này là chưa có phục trang, chưa có hóa trang, chưa gì hết trơn mà còn cỡ đó. Nếu như mà em đi sâu vào những vòng trong, khi mà mình đến với cái vòng mà gọi là nhân vật á, thì lúc đó là mình có sự hóa trang luôn, thì chắc là lúc đó mình còn sướng hơn nữa đó, đúng không? Dạ thương, chương trình cho đi tới đâu con đi tới đó. Đáng yêu quá. Dạ xin mời ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Mời chị Thanh Hằng. Ngồi ở dưới này nghe nó cũng sướng gì đâu luôn. Phải nói là khi mà nhắm mắt lại để mà lắng tai nghe. Cái chợ có hồi nhớ một người chị mới đây có mấy tháng thôi mà đã xa nhau rồi. Mà ai cũng bảo là giọng ca vàng không có bao giờ, không có ai mà thay thế được hết. Và em có biết rằng là cái mệnh danh của chị Thanh Kim Huệ đó được khán giả cho chị Thanh Kim Huệ là gì không em? Dạ con biết, thưa cô, đó là búp bê sàn gỗ. Giọng ca, một cái giọng ca kim mà là gọi là kim vàng, tuyệt vời lắm. Như anh Kim Tử Long có nhắc nhở Dương đó là chị Huệ chỉ ca như không ca. Chị ca như không ca, chị ca đâu ở trong cái cổ họng chị thoát ra thôi, chứ chị không có hả cái miệng ra thật là lớn luôn nữa đó. Cho nên là rất là nhẹ, ráng cố gắng kiềm chế lại cái đó chút xíu. Dạ, ha. Dạ con cảm ơn cô. Nhân thì khi đến đây thì chị rất là trân trọng, trân quý. Nhân đã có một cái thần tượng, một người nghệ sĩ mà phải nói rằng là được cái mệnh danh gọi là ông hoàng cải lương. Một ông hoàng cải lương đâu phải đơn giản đâu Nhân, thấy không? Cho nên rằng là khi mà mình thần tượng một người đó thì mình phải tôn trọng và mình kính trọng rất là nhiều những cái gì mà đặc điểm của người đó. Có một người nghệ sĩ thần tượng để mình đem hết tất cả những cái gì mà mình yêu thật là yêu, thương thật là thương, mến thật là mến, để mình đem lên sân khấu, mình đưa cho khán giả nghe. Dạ, cảm ơn giám khảo Tân Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Nhân ơi, dạ. Thật sự mà nói đó là em ca cái âm của em á và cái chất giọng của em có giống Minh Dương đó, những cái mà xét xét nhẹ nhẹ nè, những cái mà đưa hơi lên mũi nè là giống Minh Dương đó, nhưng mà cái giống đó nó chưa có đạt được cái đỉnh là mình nghe cái là mình thích liền. Bữa nay là em ca em cứ canh nhịp nè, rồi em sợ em không thoát được cái tâm lý của em, cho nên là nó bớt giống đi, mặc dù rằng em có cái âm giống ha. Anh nói cái âm thôi. Còn Ánh Dương thì anh rất là ngưỡng mộ em. Thật sự em là một hiện tượng mới. Hiện thời bây giờ, hồi nãy đã nói em ca giống chị Thanh Quỳnh Huệ được khoảng 8-9 rồi. Dạ. Được 8-9 rồi đó. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Những lời góp ý chân tình của anh Long và chị Thanh Hằng gửi đến hai bạn, chị Mỹ nghĩ cũng rất là đầy đủ rồi. Và hồi nãy đó thì lúc mà chị Mỹ nghe Nhân hát mà muốn quên quên thì cứ nghe loáng thoáng hình như là Đại Nghĩa ngồi dưới nhắc. Cho nên là chắc là Đại Nghĩa cũng phải là nghe cải lương nhiều lắm rồi phải không? Dạ đúng, em là một fan ruột của cải lương rồi, đó chị. Rồi fan ruột cải lương thì giờ phải hát một câu giọng cổ được cho luôn. Đại Nghĩa là fan của cải lương đúng không? Vậy có thần tượng ai không? Dạ có chứ, trời ơi, em cái người mà Đại Nghĩa thần tượng là ai? Em thần tượng cũng nhiều lắm nha, tại vì thế hệ cải lương mà các cô chú ngày xưa đó rất là nhiều người hay. Ví dụ như em thần tượng cô Thanh Nga nè, đó, rồi em thần tượng chú Thanh Sang nè, rồi chú Thành Được nè, rồi Má Úc Bịch Lan nè. Đó, em nghe rất sao là nhiều. Sao em thần tượng toàn không có thấy đồng thần, không thấy thần tượng dòng họ Minh vậy? Minh hả? Dòng họ Minh cũng Minh Cảnh, Minh Cảnh có anh ơi, em rất là mê giọng hát của chú Minh Cảnh trong cái Tuồng Đêm Lạnh Chùa Quan rồi nè. Như đó cái câu mà mưa lá bay lá rụng đầy sân gian, thương nhớ có về đâu cho lòng thêm buồn dương xót xa, trăng đã lặn trốn xa. Giọng cổ em vô cái câu giọng cổ nãy em mới nhắc Nhân á. Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ mình gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không đậm đà tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương
sâu. Dạ, nói chung em là một fan ruột của cải lương, thật sự là như vậy. Và chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi của mình nha. Mời các bạn vào trong. Đâu tỷ, Thiên Hương à, thao luyện bao ngày rồi, em cần nghỉ ngơi dưỡng sức để sau này còn đối đầu với quân giặc nữa. Muội muốn mình phải thật vững vàng thì cơ hội chiến thắng sẽ nhiều hơn. Vậy là muội đã quyết định dấn thân mình vào hang hầm miệng sói hay sao? Trong rất nhiều mỹ nữ chốn Thanh Lâu, hắn chỉ đoái hoài đến một Thiên Hương đã đổi tên là Cẩm Ngọc. Cơ hội ngàn vàng như vậy, muội không thể nào bỏ qua được. Tên Tiêu Hà, hắn rất là hiểm ác. Muội chỉ... Tỷ đừng có ngăn muội nữa, muội đã quyết định rồi. Nhưng mà tỷ vẫn còn lo, làm sao chúng ta có thể đưa độc dược lên thuyền, rồi làm sao chúng ta có thể vượt qua vòng kiểm tra cẩn mật của hắn. À, Thiên Hương, hay là như vậy, muội hãy mời hắn đến Thanh Lâu của tỷ, như vậy thì sẽ ít nguy hiểm hơn là muội. Tỷ đừng quên, có người càng quyền cao chức trọng thì càng là người cẩn thận đa nghi. Những gì mà muội nhờ, tỷ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tất cả đã sẵn sàng. Tốt lắm. Nhờ tỷ vào trong thay muội kiểm tra lại lần cuối trước khi thuyền quá rời bến. Được, ta đi ngay đây. Chỉ còn đêm nay thôi, ta sẽ đối mặt với kẻ thù. Cùng mảnh trăng này, năm xưa minh chứng những giọt lệ sầu, ta không biết phu quân. Phu quân.
gian qua, dòng lễ cạn dần, chỉ còn lại nỗi căm hờn nung nấu. Nhưng chàng ơi phận đã đổi chiều, con nước đã dâng cao, để ta giúp muội. Tỷ, muội sẽ tô thắm lại môi đào. Để cùng với Tiêu Hà phó hẹn. Sự vui chung, nhưng nhớ phải canh phòng cẩn mật. Con thuyền qua đã có ta trấn giữ. Tiểu Hà tứ phương ơi, cô dâu tới rồi đây nè. Cho vào. Dạ, cho vào thì vào thôi. Vào thôi, vào thôi. Ủa sao vậy tứ phương? Tụi nó không cho vô kìa. Cho đại nương vào. Tiêu Hà tướng quân, tự nhiên giá của nó làm chi, làm sợ hết hồn hả? Bọn chúng chỉ là cận vệ của ta, không làm hại bà đâu, đừng có sợ. Ta không có sợ, nhưng mà muội muội của ta vốn là thân liệu yếu đầu tơ, nhìn thấy gươm đao đằng đằng sát khí như vậy, muội ấy sợ lắm.
Thôi được rồi, Quân, hãy lùi xa nửa dặm đi. Lùi xa nửa dặm. Hết sợ rồi. Rồi còn gì nữa? Dạ. Đêm nay là đêm hợp cẩn của ta. Dạ. Chẳng lẽ đại nương muốn ở đây để chứng kiến à? Dạ đúng rồi, đứng ở đây để mà canh. Đứng đây tại vì cái cánh tay nó còn nhẹ quá chưa đi được. À, ta hiểu rồi. Dạ. Đây, dạ. Phần thưởng cho bà. Ôi, nhẹ quá. Vẫn còn nhẹ. Dạ. Thôi được. Đây. Dạ nặng rồi. Đa tạ tướng quân. Quân, đưa đại nương vào trong. Nhớ tiếp đón ân cần chu đáo đó nha. À, khỏi khỏi khỏi, đưa ta tự vào. Cảm ơn tướng quân nha. Còn mỹ nhân, mỹ nhân của ta đâu? Tướng quân. Mỹ nhân. Đẹp, đẹp lắm. Mỹ nhân của ta. Tướng đó đây với ta nào. Tướng quân à. Mỹ nhân. Cảm ơn trời cao đã ban cho ta một giai nhân tuyệt sắc. Tướng quân ơi, đêm nay chỉ còn lại chàng và thiếp. Thiếp sẽ... Sẽ thế nào? Thiếp sẽ... Thiếp sẽ giúp cho chàng gạt bỏ ưu phiền bởi nắng gió phủ chiến binh. Mỹ nhân. Hương hoa ấy là hương chờ đợi, bướm đa tình ve vuốt nụ tầm xuân. Hay lắm, ru hồn lữ khách bâng khuâng, hương tình sẽ kết cho mình nên duyên. Anh hùng hồi ngô thuyền khuyên, đêm trăng hẹn ước qua thuyền nên đôi. Mỹ nhân ơi, giọng hát ấy ngọt ngào như dòng suối, khiến cái tâm hồn dũng tương phải ngất ngây. Tướng quân, ta thèm được hưởng niềm hạnh phúc đơn sơ, nơi chỉ riêng đôi mình ta kết sẽ tâm đồng tình, ân ái trăm năm để bôi xóa điều phiền, từng đêm dài lẻ loi triền. Mỹ nhân của ta. Hoa hẹn bên đường thân
lành thống khổ làng xóm tan hoang chia cách nữa thân tình. Men rượu hôm nay sao kỳ lạ, chẳng mấy chung sao ta lại ngà sai. Hay là chàng chẳng bằng lòng với thiếp hôm nay nên chàng mới giả vờ say cho tàn cuộc? Không không không, rượu nâng chén bị bàn tay ngà ngọc thì ngàn chung ta cũng chẳng thấy sai. Nhưng tại sao, tại sao tay chân ta lại rời rã thế này? Hay chung rượu này chính là rượu độc? Rượu không độc. Vậy thì hương hoa của nàng là độc? Hương hoa cũng không độc, nhưng men tình và hương hoa sẽ là mê hồn ta. Cẩm Ngọc, nàng định hành thích ta? Ta không phải là Cẩm Ngọc, tên của ta là Thiên Hương, tiên phu ta họ Mạc. Tiên phu họ Mạc? Mạc Kỳ Long. Tam quân đã lùi xa nửa dặm để trên thuyền đối ẩm chỉ đôi ta. Thì ra nàng vì chồng mà hành thích ta. Phải, chồng ta hy sinh vì non nước, hỡi kẻ xâm lăng khát máu, chính ngươi đã làm cho gia đình ta ly tan và biết bao nhiêu dân lành phải khổ đau. Ngài tiếng chồng đã chẳng bước xâm lăng, chàng còn cùng ta hẹn ước ngày nào hết lửa gắn qua chàng sẽ về lại cùng ta. Vậy mà ngươi đã ra tay giết hại, chàng đã bỏ mạng bởi tay ngươi. Hỡi kẻ xâm lăng hung hăng bạo ngược, tiêu hà ngươi đã dùng kế mưu bỉ ổi.
và nhân đau nực cười thay. Nàng phải nhớ câu nhân đau với kẻ thù là tự giết chết mình. Nàng vì chồng mà dám hành thích ta sao? Sông này năm xưa thiếp đã tiễn chàng về cõi hư vô, thì hôm nay cũng chính dọc sông này thiếp đã trả thù cho chàng. Nhanh chóng rời khỏi nơi này, kẻo quân chi viện kéo tới là chị em ta sẽ trở tay không kịp.
mừng thí sinh Thi Nhung đã có một tiết mục thật đặc biệt. Mình tin nhìn xuống là thấy gương mặt của 5 vị giám khảo ai cũng nở những nụ cười rất là thân thiện. Và bây giờ thì cho con xin được mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ ạ. Hãy đứng lên và chúc mừng tiết mục Một Đời Qua thật là tuyệt vời. Cảm ơn tác giả Tô Tiên Kiều, cảm ơn Vũ Trần đã cho ban giám khảo cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài thưởng thức thiệt là đã mắt và đã tai với tiết mục Một Đời Qua. Phải nói là chị Mỹ rất là hạnh phúc để đến với đại chương trình Trăm Năm Ảnh Việt này. Một chương trình thật là chỉnh chu, được đầu tư, phải nói là quy mô, và các em được đào tạo, được dàn dựng, được chăm chút từng ly từng tí. Chị Mỹ ngồi đây xem mà cứ nghĩ là tiết mục này là đêm chung kết của Thi Nhung, chứ không nghĩ là cái đêm bán kết. Một tiết mục quá hay. Và hai bạn diễn của em cũng quá xuất sắc, tạo được tiếng cười và tạo được những cái cảm xúc cho em, cùng hòa quyện với cái lời ca tiếng hát của em. Cho nên là nó hoàn chỉnh từ đầu tới cuối, từ cái phối nhạc và đờn nhạc vô những bài cho em hát Tứ Đại Quán và những bài hồi quảng, thiệt là ngọt ngào, thiệt là xuất sắc. Cảm ơn ban nhạc rất là nhiều luôn. Thi Nhung thì phải nói là đêm nay tỏa sáng, thật là tỏa sáng. Em tinh tế quá, em vào một cái vai giống như là Donnie đóng giày cho em. Và chị Mỹ nghĩ là em mua đứt bản quyền cái nhân vật này của em đi. Nếu không mua tôi mua tặng luôn. Em có một cái vai diễn quá sức là hay. Và quan trọng là chị Mỹ thấy được cái sự cố gắng của em. Từ vì đầu mùa cho tới bây giờ thì em chỉ diễn xã hội nè, thôi dân gian thôi. Mà hôm nay vào một cái vai này thì quả là nặng ký, nhưng mà so với lại sức của em bữa nay thì chị xem chị thấy là nó quá nhẹ hồng với lại em. Thấy được cái sự trau dồi và tập luyện của em rất là kỹ, cho nên từng chi tiết của em, từng ánh mắt từ cái tai diễn của em phải nói là nó tinh tế lắm. Thương hoa ấy là hương chờ đợi, bướm đa tình che vuốt nụ tầm xuân. Và ca rất là hay, ca thiệt là ngọt ngào. Cái bài Tứ Đại Quán quá đã phải không cô ba? Dạ. Ngồi mà con cứ kêu bằng cứ hít hà hoài luôn. Và em diễn phải nói là xuất thần, để cuốn kể cho người nghe và người xem phải cuốn theo em từng chút như vậy đó. Không còn lời nào để nói nữa, chị Mỹ chúc mừng Thi Nhung. Cảm ơn những lời góp ý thật là tuyệt vời dành cho thí sinh Thi Nhung. Và xin mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh ạ. Chị Mỹ đứng rồi, không lẽ anh ngồi à? Cũng đứng lên vỗ tay. Thật sự mà nói, đây là một vở rất đáng xem. Từ đầu đến cuối anh không có rời mắt lúc nào. Cái đoạn mà em diễn với cái kiếm á, cái đó cũng khoảng gần 5 phút á, em diễn một mình. Cảm thấy cái lực diễn em quá khủng khiếp. Gần đây thì Vinh có dịp trò chuyện một cái talk show với Thi Nhung. Vinh mới hiểu được những cái vất vả của bạn ấy ở giai đoạn đầu. Bạn ấy cũng trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn, tưởng chừng như phải bỏ nghề. Và ngày hôm nay, sau những chặng đường phấn đấu, anh cảm thấy cái độ chín đã vào. Thực sự mà nói, theo hôm nay thấy em diễn anh không có thể nào chê. Điểm số cho em sẽ rất là cao. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Và thưa nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào. Cảm ơn con giỏi, mà mỗi tuần thì con càng hay hơn, con càng giỏi hơn. Cái này là một cái con người nghệ sĩ mà biết học hỏi. Thứ nhất là ca hay, rồi thứ nhì là diễn xuất giỏi, rồi thứ ba là có kịch bản tốt. Thành ra tụi con làm cái nghề này má rất là vui, tại vì má thương cái nghề này lắm, má kính trọng. Thành ra tụi con mà hay là má hãnh diện lắm. Rồi chúc mừng con nha con. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào và thưa nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Hòa mình vào niềm hạnh phúc của Thi Nhung và xin bác cho vài lời để nhận xét góp ý cho Thi Nhung ạ. À, bây giờ Thoại Mỹ đứng rồi anh Vinh đứng, không lẽ tôi ngồi. Tức là cô và Tuyết đứng dậy. Thứ nhất là vì cái sự tài hoa của con. Nhưng cái lớn hơn đó, như anh Vinh nói đó, tức là con đã vượt lên số phận. Và con nhất định con phải tồn tại trong nghề thuật cải lương như là một ngôi sao. Và tôi biết ơn tất cả những người đã hình thành ra cái tiết mục này. Cảm ơn ban nhạc đã cho con một cái vị trí trong cái nghệ thuật cải lương trăm năm tuyệt vời của dân tộc mình. Cô nói với con những lời rất chân thật,
và chào mừng một ngôi sao mới của nghệ thuật cải lương thời đại của mạng toàn cầu. Xin cảm ơn tất cả. Con cảm ơn cô. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Thi Nhung ơi, cảm thấy như thế nào? Hạnh phúc mà hơn cái từ hạnh phúc nữa. Nói chung là Thi Nhung cảm thấy là Thi Nhung đã rất may mắn khi được tham gia cuộc thi Trăm Năm Ánh Việt, và đặc biệt là đạo diễn Vũ Trần và chị Tô Thiên Kiều cũng như là cố vấn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc đã đồng hành với Thi Nhung suốt 4 vòng qua để Thi Nhung có được cái sự trưởng thành như ngày hôm nay. Thi Nhung rất là mang ơn và Thi Nhung sẽ cố gắng nhiều hơn từ ngày để không có phụ lòng những gì mà Trăm Năm Ánh Việt cũng như là thầy cô ngồi đây ạ. Chưa đâu, vẫn còn một ánh mắt luôn dõi theo Thi Nhung và một cái người anh mà phải nói là đã dạy cho biết bao thế hệ. Bây giờ tôi đã nhìn thấy sự long lanh trên cái đôi mắt ấy, một cái niềm hạnh phúc, và xin anh cho em những lời nói, những sự yêu thương gửi đến Thi Nhung ạ. Thi Nhung thân mến. Dạ. Em vui không? Dạ em vui lắm ạ. Anh chưa nhận xét mà sao em vui? Em vui nãy giờ mấy anh mấy chị. Không. Có thể những người ngoài không xem em tập thì họ hài lòng. Dạ. Nhưng riêng anh thì anh không hài lòng. Bởi vì anh rất hài lòng vì em. Anh đã chứng kiến được cái sự mà cố gắng, nhiệt huyết của em. Em đi học võ, em đi học vũ đạo, học cách đánh binh khí. Nhưng em vẫn biết chừa lực để em ca những bài khó. Đúng. Và cái đó là cái mà cô Bạch Tuyết nói, chỉ có ngôi sao sân khấu mới làm được những điều đó. Chính xác. Và anh mong rằng những chặng đường về sau, em hãy nhớ lại những khoảnh khắc này. Đây chính là những khoảnh khắc cuộc đời đó em. Có cuộc thi này thì mới có sự tập trung làm nghề. Nhưng khi bước ra khỏi cuộc thi rồi, tất cả chúng ta cũng phải đều tập trung như chúng ta đã thi. Và chúng ta phải biết khó với bản thân mình ở mỗi vai diễn. Và thưa với anh Vinh là Hữu Quốc tin rằng, rất tin tưởng những trích đoạn, những tiết mục từ Trăm Năm Ánh Việt ngày hôm nay sẽ là những trích đoạn mẫu cho các bạn trẻ sau này lấy đó và thi những cuộc thi về nghề. Cảm ơn Trăm Năm Ánh Việt, cảm ơn Thi Nhung. Thậm chí nói lời biết ơn con, bởi vì từ rất lâu rồi, hôm nay chúng ta mới thực sự chứng kiến những ngôi sao trẻ của cải lương đã ca bài bản lớn rất chính xác, rất chuyên nghiệp và rất tuyệt vời. Đó là bài Trường Thương Tư và Tứ Đại Quán. Một lần nữa cảm ơn con, cảm ơn chương trình và đặc biệt là cảm ơn ban nhạc. Một sự hạnh phúc dâng tràn lên gương mặt của các anh ban nhạc Trăm Năm Ánh Việt. Và kính thưa tất cả quý vị, luôn cả những hậu bối như chúng con, làm nghệ thuật đã khó, làm nghệ thuật đúng nghĩa đối với chúng con càng khó hơn. Và thật sự rất là hạnh phúc khi chúng con được đứng nơi đây và nghe được những lời dạy dỗ. Và chắc chắn chúng con sẽ ghi khắc trong lòng và sẽ là hành trang để tiếp nối con đường nghệ thuật Trăm Năm Sân Khấu Cải Lương.